Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Wehead. Thì hôm nay shop mình đi giao cho một anh khách mua một cặp Clip The Fine. Với lại trong đây thì anh có mua thêm là một cái mic Boston và một cái bộ chuyển này nữa nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ khui ra và làm một clip lắp đặt luôn cho mọi người nhé, và hướng dẫn mọi người cách setup cái cục này luôn. Đây là một bộ sản phẩm mà anh khách đã mua về nha mọi người. Là ở đây sẽ có một con Clip The Fine, một cái mic Boston và một cái bộ chuyển âm thanh ở đây nha mọi người. Đó, thì nguyên một cái combo này thì nó sẽ cho chúng ta thiết lập được hát karaoke trên con Clip The Fine luôn. Còn như trước thì con The Fine chúng ta sẽ không hát karaoke được. Và đây sẽ có những bộ dây nhỏ của nó nha mọi người. Đây sẽ có một cái cổng RCA jack 3.5 nè, một đầu Urin RCA đây nữa nha mọi người. Đó, đây. Và hai cái đầu này chúng ta sẽ gắn vào trong cái cục hút này luôn. Okay. Và đây là cái bộ mixer mà mình sẽ lắp đặt cho anh khách ngày hôm nay nha mọi người. Thì cái bộ mixer này nó rất là mới mà rất là hay luôn. Thì các bạn thấy đây là cái cuốn là Soundcraft by Harman nha các bạn. Này là có niềm hiệu Harman luôn. Đó, đây chúng ta sẽ có Made in China để bên ngoài. Đó, design thiết kế thì là của UK. Đó, và một mặt sau thì chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả các cổng thiết bị luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có 5 channel compact mixer with USB nha mọi người. Đó, thì đến đây sẽ có 5x3 nè, có PC và Mac nè, kết nối được với PC nè. Đó, thì chúng ta ở đây sẽ có đầy đủ thông tin của nó luôn. Đó, và cái bộ mixer đây. Cách lắp đặt thì con này thì nó cũng rất là dễ mọi người. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn mọi người cách setup cái bộ mixer này luôn nhé. Hello mọi người, thì đây là cái bộ mixer của chúng ta nha. Đó, thì trong cái bộ mixer thì chúng ta sẽ có một cái đầu mixer như thế này, và theo đó thì chúng ta sẽ có một sợi dây nguồn ở đây. Thì sợi dây nguồn mình đã gắn ở phía dưới này rồi. Và nếu như mà chúng ta muốn hoạt động được con này á, thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái đầu sợi dây này. Đó, vậy mình thấy là một cọng màu đỏ, màu đen nè. Đó, chúng ta gắn trực tiếp hai cọng này vào đây. Sau đó thì mình sẽ gắn ở phía sau lưng của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ có một cái ổ RCA ở đây nè mọi người. Đó, thì chúng ta cứ gắn màu đỏ thì dây màu đỏ, còn màu đen thì sẽ qua màu trắng nha. Đó, chúng ta gắn vậy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái bộ mic Boston. Thì trong cái bộ mic Boston thì chúng ta sẽ có một cái jack 6 ly. Đây, một cái jack 6 ly, một đầu mình đã gắn vào trong này. Và cái đầu còn lại thì mình sẽ gắn vào trong cái đây. Ở đây chúng ta sẽ có một cái gỗ để mic nè. Đó, chúng ta gắn ở đây. Và chúng ta cũng sẽ gắn như nguồn của cái mixer của cái mic Boston này gắn vào luôn. Để chúng ta sẽ hoạt động thôi. Thì ở đây thì chúng ta cũng sẽ có thể chỉnh được cái độ master này. Đó, ở đây chúng ta có thể chỉnh được mức volume của cái mic luôn. Đó, mát là ở đây chúng ta sẽ cộng hơn 10 decibel này là âm vô cực nè. Đó, chúng ta chỉnh riêng biệt cũng được luôn nha mọi người. Đó, nó hay chỗ đó. Còn như của mấy cái hàng mixer gym của mic Boston đó, thì chúng ta cũng sẽ có chỉnh được có nhiêu đây thôi. Một cái độ lớn volume và một cái echo chép. Echo ở đây thôi. Đó, nhưng mà qua bên đây thì chúng ta sẽ có nhiều cái chỉnh khác nhau. Đó, ở đây thì chúng ta cũng hay chỉnh qua được là stereophone nè, hay là monoline out nè. Đó, chúng ta có thể chỉnh được hết luôn nha. Ở đây thì chúng ta cũng có thể chỉnh qua được cho đàn guitar, nhạc cụ được luôn nha mọi người. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có hai cái cổng RCA ở đây. Đó. Và hàng này là hàng chính hãng của anh Duy Audio nha mọi người. Đó, ở phía dưới đây chúng ta sẽ có một cái tem nè. Đó. Và cái thằng mixer sao cạp này á, thì nó cũng là thuộc cái thương hiệu của Harman nữa, nên nó cũng sẽ khá là chất lượng á. Và để mình setup, mình gắn dây xong thì mình sẽ test thử cho mọi người xem nó như thế nào, tầm như thế nào nhé. Đây, bây giờ mình sẽ tăng volume lên, tăng volume của cái loa này nha mọi người. Rồi. Hello. Đó nha mọi người. Được. Giờ bây giờ mình sẽ mở nhạc thử. Và bạn này sẽ hát thử để xem như thế nào nha.